Chào các bạn, lâu lắm rồi mình không có ra những cái video clip mới cho các bạn xem để các bạn học hỏi thêm những cái kinh nghiệm này kia. Hôm nay mình giới thiệu các bạn đây là mô hình máy giặt Eury Inverter. Mô hình này chúng ta đã tách gì gọi là mô hình tách ban, nó tách tất cả các loại ban, tất cả các loại ban. Và như các bạn thấy thì từ nhông cơ sheet này kia mình đã tháo hết ra rồi, tháo hết ra rồi cho các bạn thấy đây chưa? Tháo hết ra rồi. Và trên từng sheet này, những cái sheet này có tác dụng như thế nào? Đã nói là mô hình tách ban, đã là mô hình tách ban thì những cái sheet này nó làm những cái gì? Đây là cái mà các bạn cần quan tâm ở chỗ mình học. Hiện nay mô hình của mình được gọi là mô hình gì hiện đại nhất nước, không có mô hình nào hiện đại hơn những cái mô hình này được cả. Bạn thấy không? Đây là những cái sheet để gì? Nó cắt ra chạm chập. Như vậy thì mô hình này nó làm gì, nói về cái gì các bạn? Như chúng ta đã biết thì máy giặt chúng ta có rất nhiều cái lỗi, như là lỗi BE, lỗi IE, lỗi LE và AE. Những cái lỗi đó nó như thế nào? Những cái lỗi đó như thế nào các bạn? Chúng ta sẽ xem một số vấn đề. Ví dụ như là chúng ta thấy là trên đường mạch phao, trên đường mạch phao của một máy máy giặt, đường mạch và cảm biến mực nước, thì các bạn thấy ở đây là khi mà mình dạy học cho các học viên của mình ở đây thì mình có những cái gì, những cái sơ đồ đi theo kèm theo những cái mô hình tách ban này để cho các bạn hiểu được cái gì, cái lỗi này nó phát sinh từ đâu và từ đâu ra. Ok, thí dụ chúng ta tìm hiểu một cái vấn đề, thí dụ như là cái lỗi BE, thì đây là cái mạch điện, do cái sơ đồ do mình vẽ từ trên mạch điện vẽ xuống, vẽ ngược từ trên mạch điện vẽ xuống, các bạn thấy không? Đây là lỗi BE, các bạn thấy không? Ở đây chúng ta thí dụ như chúng ta có những cái rắc, cái rắc này, cái rắc này, bạn thấy không? Nâu, đỏ, xanh vàng, bạn thấy không? Bốn sợi dây lớn, bốn sợi dây lớn thì nó ra nâu đỏ xanh vàng, nó là qua gì? Qua cho xung hành, qua trục xung hành. Còn lại những cái ba dây này như là tím nè, tím, tím, cam, xanh. Cái ba sợi dây này nó vô gì? Vô vào. Trong đó dây màu, màu xanh là dây mát. Ok. Màu xanh là dây mát. Dây màu xanh là dây mát. Như vậy thì chúng ta sẽ xem, sẽ xem một cái lỗi nó phát sinh từ đâu. Ví dụ như chúng ta là lỗi BE thì các bạn thông thường là các bạn thấy là lỗi BE là phát sinh từ gì? Lỗi của cảm biến mực nước. Vậy là dây màu gì? Dây màu xanh là mát, cam, tím là gì? Lần lượt là cho hai gì? Hai cảm biến S1, S2. Người ta ghi là S1, S2 các bạn ha, trên sơ đồ đúng nguyên mẫu, mẫu là ghi là S1, S2. Vậy nếu trong một trong hai sợi dây này, ví dụ như mình bị đứt một sợi dây hoặc là bị mô ve, tức là bạn thấy là sau một thời gian sử dụng thì các bạn giật cái ra, những giật cái này ra. Đây giật cái này ra. Giật cái này ra. Đó, các bạn sẽ thấy gì? Những cái ten xanh. Những cái ten xanh. Những cái ten xanh ở trên gì? Những cái chân này. Bạn thấy không? Nó sẽ làm cho tiếp xúc bị kém đi, tiếp xúc bị kém đi, sẽ dẫn tới tình trạng cái lỗi BE. Như vậy thì các bạn sẽ hỏi mình cái mô hình tách ban nó làm được cái gì trên cái vấn đề này? À thưa các bạn là nó sẽ mô phỏng được cái lỗi này bằng cách là đứt, đứt ra, đứt cái chân này ra. Thí dụ như trên mô hình tách ban chúng ta, đứt chân này nó nằm ở đâu? Đây, đây là sơ đồ của nó đây các bạn. Mình chỉ cho các bạn coi một góc của sơ đồ thôi nha. Ok, đây là sơ đồ. Các bạn thấy không? Dây cam, dây tím và dây xanh, bạn thấy không? Đường mạch này nó sẽ chạy về IC4069. Bạn thấy không? 4069, chạy 4069. Ok chưa? Bạn thấy rõ ràng không? Mình chỉ cho các bạn này. Đây, dây cam, thấy chưa? Chạy về gì? 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 IC4069. Đây là IC cảm biến mực nước. Hầu như tất cả các loại bo trên thị trường chúng ta hiện nay là xài gì? Dây IC gì? IC4069 là IC cảm biến mực nước các bạn ha. Quay trừ Toshiba là xài con 7404 thôi các bạn. Ok. Ok, và Electrolux thì nó sẽ hơi khác chút xíu. Ok. Rồi, chúng ta tiếp tục ha. Vậy là tiếp tục là dây gì? Dây màu tím cũng vậy. Dây màu tím. Còn thấy không? Dây màu tím. Đây là cảm biến mực nước đôi. Dây màu tím cũng chạy về dây 4069. Bạn thấy chưa? Như vậy chúng ta sẽ có một số cái sheet, thí dụ như dây màu cam, dây màu cam trên cảm biến mực nước mà bị gì? Bị mô ve. Đó là chúng ta dùng cái sheet 27 này chúng ta mở ra. Đúng chưa? Như vậy là sheet 27, sheet 27 ở trên bên đây, sheet 27 trên đây. Sheet 27 sorry các bạn, sheet 27 đâu? Sheet 27 đây. Bạn thấy không? Sheet 27 đây sẽ mô phỏng quá trình gì? Bị gì? Bị mô ve dây, bị đứt dây hoặc là bị chuột cắn dây hay gì đó.
được chưa? Chúng ta mở ra, bình thường chúng ta sẽ mở cái máy cho chạy thử các bạn nha. Ok, mở cái máy cho chạy thử, mở nguồn nha các bạn. Đầu tiên là bộ gì, bộ khóa chấp hộp số nó sẽ chạy trước, các bạn thấy chưa? Cái bộ khóa số hộp số này thì chúng ta thấy là cái sheet này mình cũng đã mở rồi đó cho các bạn xem nè, để các bạn biết được quy cách đi đóng ngắt của nó nè, các bạn thấy không? Thông thường thì những cái mô hình khác thì nó không có mở rời mà nó thì đóng chết vô. Mà đóng chết như vậy thì các bạn sẽ không hiểu được cái cách vận hành của cái chốt cửa này, cái van khóa hộp số này các bạn ha. Nên thì mình đã mở rời đó cho các bạn xem rồi nè. Đó, chút nữa chúng ta sẽ mô phỏng gì nó. Ok. Rồi chúng ta sẽ bấm play. Bấm play. Motor sẽ quay, sẽ dò gì? Sẽ dò xung quanh. Ok chưa? Sẽ dò xung quanh. Đúng chưa? Sau một thời gian vào xung quanh nó sẽ ra một mực nước tương ứng các bạn ha. Ok. Rồi chưa các bạn? Nó sẽ ra một mực nước tương ứng. Và nó dò nước. Và quá trình cấp nước sẽ gì? Sẽ được bắt đầu. Đây là bóng đèn gì? Báo hiệu cho cấp nước, bạn thấy không? Vậy là chúng ta sẽ dùng một cái xi lanh, chúng ta sẽ bơm vô, hoặc là chúng ta sẽ thổi cái hơi vô để cho nó hoạt động nha các bạn. Ok. Đây là một cái mô hình hoạt động hoàn toàn tốt nha các bạn. Chúng ta sẽ thổi hơi vô. Hoặc là chúng ta dùng xi lanh chúng ta bơm vô, tùy theo các bạn chọn phương án ha. Phương án nào các bạn dễ làm thì các bạn làm, mình không ép các bạn phải làm theo phương án của mình. Tại vì phương án của mình chỉ mang tính chất cũng là chưa chắc là đúng đâu ha. Ok. Rồi, thì mình sẽ dùng xi lanh mình bơm vô. Đây các bạn. Chúng ta dùng xi lanh chúng ta bơm vô. Giờ mình tháo này ra các bạn ha. Rồi ok, chúng ta sẽ dùng xi lanh chúng ta sẽ bơm vô. Chúng ta xem nó giặt không. Ok. Rồi chúng ta bơm vô. Rồi, đèn nó tắt nè, đèn cấp nước tắt. Rồi như vậy nó sẽ giặt các bạn ha. Đây, motor giặt nè. Ok chưa các bạn? Ok chưa? Nó sẽ giặt. Rồi chưa? Giờ chúng ta sẽ gì? Dùng cái sheet như chúng ta mới nói nãy là chúng ta dùng sheet gì? Sheet 27 để chúng ta cắt cái đường gì? Đường phao ra. Để cắt đường phao ra. Bây giờ chúng ta sẽ tắt máy đi nha các bạn nha. Chúng ta sẽ tắt máy đi. Tắt máy đi. Ok. Rồi chúng ta sẽ dùng sheet 27. Chúng ta sẽ dùng sheet 27. Sheet 27 chúng ta cắt ra. Đây sheet 27. Đây các bạn, sheet 27. Các bạn thấy rõ chưa? Sheet 27 nè, số 27. Cắt ra. Vậy nó sẽ tương ứng trên sơ đồ. Đây các bạn. Sheet 27. Tức là đường dây màu gì? Đây các bạn, sheet 27, thấy chưa? Đường dây màu màu cam, bạn thấy không? Màu cam. Màu cam là cảm biến mặt nước nè các bạn, S1. Thấy không? Chúng ta cắt cái sheet 27 ra. Các bạn dùng sheet 27 để cắt cái đường mạch này ra. Cắt đường mạch này ra. Ok. Giờ chúng ta sẽ mở lên. Chúng ta sẽ mở lên. Chúng ta sẽ mở lên. Lập tức nó báo lỗi BE, bạn thấy không? Đây là một quá trình mô tả lỗi thực tế chứ không phải là ảo tưởng quá, lý thuyết quá vấn đề. Mà mô hình này nó nói về nếu như mà đường dây mạch phao bị mô ve thì lập tức gì? Nó sẽ báo lỗi. Bạn thấy rõ ràng không? BE. Đó là đứt gì sheet 27. Đồng thời chúng ta còn một cái sheet nữa, đó là mới nãy là dây màu cam. Dây màu cam. Chúng ta còn một dây màu tím. Một dây màu tím. Nó sẽ về sheet 28, bạn thấy không? Sheet 28. Sheet 28. Chúng ta đóng sheet 27 lại, chúng ta mở sheet 28 ra. Xem nó cũng báo lỗi hay không ha. Ok, chúng ta tắt máy đi. Đóng sheet 27 mở sheet 28 ra. Rồi, ok. Ok chưa? Nè, đóng sheet 27 mở sheet 28 ra. Chúng ta mở nguồn. Cũng bê, các bạn thấy chưa? Như vậy các bạn thấy là khi mà các bạn học ở nơi mình thì là mình luôn có những cái mô hình tách ban là gì các bạn, mô phỏng lỗi rất là rõ ràng là thực tế chứ không phải là lý thuyết quá ảo tưởng quá. Vậy chúng ta có những cái lỗi khác,
Bây giờ chúng ta sẽ khôi phục lại cái sheet của nó. Bây giờ mình nói một cái lỗi AE chẳng hạn, một cái lỗi AE. Một cái lỗi AE. Chúng ta thấy là khi mà chúng ta mở máy lên, có phải là công tắc hộp số nó sẽ quay không? Bạn thấy không? Cái hộp số sẽ quay. Như vậy bình thường thì tiếp điểm này nó mở ra, khi mà nó quay tới vị trí nó sẽ đóng lại, bạn thấy không? Vậy nó sẽ báo gì trong vi xử lý? Bạn phương án nào? Đây là cái bo gì? Bo phụ, gọi là bo phụ. Đây cái bo phụ đây các bạn. Mà các bạn hay nhức đầu cái lỗi AE. Vậy cái lỗi AE nó phát sinh từ đâu? Một số bạn thì trên mạng luôn luôn là comment những cái mà các bạn không biết, các bạn đi học ở những cái trung tâm như thế nào mình không biết, nhưng mà cái lỗi AE này thực sự đối với những học viên của mình ở đây thì nó chỉ là trong một lớp nhạc. Tại sao? Chúng ta xem nè. Chúng ta xem. Cái lỗi AE gọi là sludge motor. Sludge motor. Đây, điều khiển sludge motor bởi gì? Delay số 24. Bạn thấy không? Chúng ta xem. Đây, cái lớp motor. Delay số 24 nằm đâu? Chúng ta có hai cái delay. Ở đây một cái delay. Ở đây một cái delay. Các bạn thấy là delay số 24 không? Số 24. Delay số 24. Với vậy, delay số 24 này sẽ có chức năng là đóng ngắt gì? Đóng ngắt cho cái gì? Cái motor này. Ok. Như vậy, nếu như mà cái delay này bị gì? Bị chập. Thì chúng ta trên cái mô hình touchpad chúng ta thì có luôn cả cái đường mạch hướng dẫn bị chập. Đúng không? Thí dụ như chập delay nó có báo lỗi không? Đúng không? Chập tiếp điểm delay. Chúng ta sẽ dùng sheet số gì? Số 2. Sheet số 2. Bạn thấy không? Sheet số 2 đúng không? Sheet số 2. Ok chưa? Sorry các bạn, sheet số 20-25. Sheet 25 tại vì cái là đường gạch ngang này nó bị che đi. 25. Chúng sẽ đóng lại. Đóng sheet 25 lại thì lúc đó là cái gì? Cái motor này nó sẽ quay tròn. Nó quay tròn. Đó, cái motor này nó quay tròn. Như vậy thì nó có báo lỗi không? Ok, chúng ta sẽ thử nha. Đóng sheet 25. Đóng sheet 25. Ok, sheet 25 đây các bạn. Sheet 25. Đúng chưa? Nó tắt nguồn đi đã. Đóng sheet 25. Đây. Sheet 25, đóng lại. Ok, rồi. Bây giờ chúng ta sẽ mở nguồn xem. Mở nguồn. Mở nguồn. Như vậy bạn thấy là cái này nó quay vòng tròn. Xem nó có quay vòng tròn hoài mãi không? Các bạn xem nó có dừng được không? Nó có dừng được không hay nó quay hoài? Nếu dây chập cái delay đó, nó có dừng hay nó quay hoài? Mô hình tách ban, tức là mô hình nó nói về tất cả các ban bình trên một cái bo mạch. Trên đó có những cái sheet, gọi là những sheet này. Mô phỏng quá trình đóng ngắt, chạm chập, rò rỉ. Các bạn hiểu không? Cho nên là mỗi cái sheet như vậy nó sẽ có tác dụng. Như cái mô hình mã lỗi này thì chúng ta chỉ có 110 mấy cái là mấy cái sheet để mô phỏng gì chạm chạm đứt. Vậy bạn thấy là thằng này nó sao? Nó cứ quay tròn mãi. Chúng ta sẽ bấm star xem nè. Bạn thấy không? Khi mà cái delay này bị chập thì nó cứ quay vòng tròn mãi mà. Ngoài mà nó không gì, nó không dừng. Các bạn thấy rõ ràng chưa? Bạn thấy không? Như vậy thì các bạn sẽ thấy là cái hộp số nó cứ đóng ngắt làm cho gì? Lúc motor quay thì cái lòng nó quay, lúc cái lòng nó không tại vì nó là phần đóng tắt hộp số mà các bạn. Ok chưa? Rồi, như vậy cái lỗi AE nó sẽ phát sinh từ đâu? Bây giờ chúng ta sẽ xem nè. Chúng ta sẽ xem. Như vậy cái đường led motor này nó sẽ hồi tiếp về bởi gì? Hồi tiếp về cái tiếp điểm. Đây là cái tiếp điểm này các bạn. Đây là cái tiếp điểm. Đúng chưa? Dây màu nâu. Nó sẽ hồi tiếp về bởi gì? Bởi ấp tô quang số gì? Số 26. IC26 trên bo. Nằm đâu trên cái bo? Đây các bạn. IC26. Bạn lật lên đi. Ở đây nè các bạn. IC25. Đây là IC26. Sorry các bạn. IC25 các bạn. Đây, ốc tô quang đây. Đúng chưa? Nó hồi tiếp nè. Ok chưa các bạn? Nó hồi tiếp. Kia nó hồi tiếp. Rồi, như vậy thì trên cái sheet của chúng ta sẽ có một cái đường
cắt cái đường tín hiệu báo về cho Optra One. Chúng ta dùng sheet 24 chúng ta cắt cái đường báo hiệu này về xem. Ok chưa? Rồi chúng ta đóng cái sheet cũ lại. Bây giờ chúng ta sẽ dùng gì? Một cái gì? Một cái công tắc để cắt cái nguồn, cắt cái đường hồi tiếp của Optra One này về cho vi xử lý. Đúng chưa? Cắt ra sheet 24. Cái quá trình cắt này chúng ta mô phỏng được cái gì các bạn? Mô phỏng là đứt điện trở gì? 200 kg R26. Nếu như R26 này điện trở 200 kg này bị đứt thì có nghĩa là con led này bị mất ánh sáng không? Mất ánh sáng. Giống như là ở trong đây đứt mạch thì cũng giống như ở đây đứt mạch. Các bạn hiểu ở chỗ này không? Nhưng mà chúng ta sẽ dùng sheet 26 chúng ta cắt ra. À, sorry các bạn, sheet 24 chúng ta cắt ra. Cắt ra. Sheet 24. Sheet 24. Cắt ra. Mở ra. Ok. Rồi. Chúng ta mở nguồn. Start. Chúng ta chờ nó quay. Các bạn thấy nó quay à? Bạn thấy quay không? Dạ, báo lỗi gì? Lỗi AE. Lỗi AE là cái gì các bạn? Lỗi AE là tức là gì? Bộ khóa cửa hộp số này đang có sự cố. Tức là tiếp điểm này sẽ không hồi về cho vi xử lý được. Cái là nó báo cho vi xử lý biết được là cái đường này có đóng, có báo gì cho vi xử lý hay chưa. Nó báo lỗi AE các bạn. Các bạn thấy không? Vậy lỗi AE là gì? Lỗi AE là lỗi đóng tắt công tắc hộp số của Boiery chúng ta. Vậy các bạn hiểu được cái phương án chúng ta sửa chữa không? Như vậy trong một tình trạng bình thường, một cái bo đang sống, các bạn cần phải đo điện áp ngay chỗ này là bao nhiêu vôn. Thí dụ như trong mạch này nó đang là 0.6 chẳng hạn, 0.6. Một ngày nào đó mà các bạn thấy cái xả nó quay tròn vòng, mà các bạn chọt con IC này các bạn đo mà nó không có vôn chỗ này, thì các bạn đã hiểu rằng gì? Một sự vấn đề gì? Một là do diode tụ và điện trở. Ba con này con bị gì? Bị sự cố. Bạn hiểu vấn đề này chỗ này không? Nếu như chỗ này không có vôn, chỗ này không có vôn thì có phải là điện trở thì bị đứt không? Bị đứt. Hoặc là do diode bị gì? Rỉ tụ, rỉ diode D26 rỉ chậm chặt. Vậy chúng ta sẽ dùng cái sheet gì? Sheet số gì? Số 1. Chúng ta giả định là tụ này bị chập xem. Và diode bị chập xem. Chúng ta có sheet số 1, đúng chưa? Sheet số 1 đây. Sheet số 1. Chúng ta tắt nguồn nha các bạn. Sheet số 1 mở ra. Mở ra nè. Rồi, chúng ta nhả cái sheet ra kia lại cho người ta. Sheet mới nãy là sheet số bao nhiêu các bạn? Sheet mới nãy là sheet số 24. Số 24. Rồi ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ mở nguồn. Chúng ta chờ xem. Trường hợp gì? Con led bị rỉ, diode D trắng xung ngược bị rỉ, tụ bị rỉ. Giờ bạn thấy sao? Nó báo lỗi gì? Báo lỗi gì? AE. Như vậy bạn thấy rõ ràng là gì? Bạn thấy rõ ràng một cái vấn đề là trên đường về báo hiệu về cho vi xử lý. Trên đường về báo hiệu về cho vi xử lý, bạn thấy không? Đây. Flush sensor báo về. LED không phát sáng cũng báo AE. Diode chập cũng báo AE, tụ chập cũng báo AE. Bạn hiểu không? Như vậy trong một quá trình một cái bo mạch mà đang hoạt động tốt, bạn cần phải đo thông số mẫu vôn chỗ này là bao nhiêu vôn. Nếu chỗ này nó có vôn thì các bạn mới kết luận là điện trở tốt, diode tốt, tụ điện tốt.
Đây là một mô hình rất là thực tế để các bạn sửa chữa bo mạch, để các bạn hiểu được cái bo mạch vận hành, cấu trúc vận hành nó chạy như thế nào. Ở đây không phải là ảo tưởng quá mà là thực tế trên bo mạch là thầy đã làm ra hết cho các bạn rồi. Bạn hiểu vấn đề không? Không phải gì, không phải khó khăn trong vấn đề sửa chữa nữa. Tại vì nó làm cho các bạn quá dễ hiểu. Nó làm cho các bạn quá dễ hiểu. Bạn hiểu vấn đề này không? Bây giờ chúng ta sẽ thử xem, chúng ta sẽ đo con gì? Con led này. À, đo con opto quang này. Xong rồi chúng ta sẽ chạm chập cái sheet này xem có mất volt hay còn volt, ok không các bạn? Nhưng mà cái đó thì chỉ để dành cho học viên để học mà thôi. Bây giờ chúng ta gì, đường về cho vi xử lý nó sẽ gì, nhờ con opto này CR sẽ báo về cho chân B của một con transistor là TR01 nó nằm đâu cho cái bo đây các bạn, TR01 bạn thấy chưa, TR01 ok chưa? Như vậy thì nó sẽ báo về cho chân B của TR01. Như vậy nếu như mà 5V ngay chỗ con opto quang này bị đứt, xem báo lỗi gì. Ok chưa? Bây giờ chúng ta nhả sheet gì? Sheet số 1 ra. Chúng ta sẽ gì? Cắt sheet gì? Cắt sheet số 3. Ok chưa? Sheet số 3. Cắt sheet số 3 ra. Cắt sheet số 3. Cắt là qua trái, chạm là qua phải. Ok, cắt sheet số 3 ra. Chúng ta mở nguồn. Rồi chúng ta mở star nha các bạn. Các bạn thấy mô hình tách ban chính là tách từng ban bệnh ra, từng mã lỗi ra để cho các bạn hiểu cái lỗi này đang phát sinh từ đâu mà ra, để cho các bạn có phương án để sửa chữa, chứ không phải là mô hình gì lý thuyết nha các bạn nha. Đây, lý thuyết là đây, lý thuyết là đây. Mà lý thuyết này cũng không phải là dạng vừa mà các bạn phải vẽ từ trên bo mạch, vẽ ngược ra trên thực tế để mà dạy học, chứ không phải đơn giản là những cái lý thuyết suông mà được một số trung tâm dạy nghề copy rồi dạy cho các bạn theo mô hình lý thuyết là ở đây không chơi. Ok các bạn, báo lỗi. À, ai à.